Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Thành Review, tiếp tục series tin tức về game và PC tập 2. Chúng mình sẽ tổng hợp những tin tức mới nhất về game, về PC cũng như những công nghệ tiên tiến nhất. Đừng quên, còn có chuyên mục cấu hình phải thử, nơi mà chúng mình sẽ đề xuất những bộ PC hợp lý nhất về giá tiền cũng như hiệu năng cho những bạn vẫn còn chưa biết nên build cấu hình như thế nào để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bản thân. Thôi, không dài dòng nữa, cùng mình bắt đầu nha. Suji Utsumi, đồng CEO của Sega đã thông báo rằng hãng sẽ ngừng mọi kế hoạch để tích hợp nội dung web 3.0 bao gồm NFT và công nghệ blockchain vào các trò chơi của mình. Thông tin này cũng đồng nghĩa với việc các dòng game nổi tiếng của Sega như Sonic the Hedgehog và Yakuza sẽ không còn sự hợp nhất với NFT trong các phiên bản tiếp theo. Quyết định này được thực hiện với mục tiêu bảo vệ giá trị và toàn vẹn các dòng sản phẩm mà fan hâm mộ của Sega yêu thích. Sắp tới, Steam sẽ có đợt sale game cực kỳ hấp dẫn. Đồng thời, mùa Autumn Sale 2023 cũng đang đến gần với hứa hẹn nhiều tựa game hot sẽ được giảm giá. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá các tựa game AAA hàng đầu từ quá khứ đến hiện tại và cả những tựa game sắp ra mắt trong tương lai. Vậy bạn cần build một bộ máy với cấu hình như thế nào để có thể tận hưởng những tựa game mà Steam sẽ sale sắp tới? Đến với cấu hình phải thử, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ PC tầm giá 25 triệu cùng con chip i5-13400F, card đồ họa RTX 3060, RAM 16GB, đồng thời có thêm hệ lốc tải nhiệt nước đảm bảo giúp những linh kiện khủng ở trên tránh được tình trạng quá nóng. Với cấu hình này, chúng mình tự tin sẽ đáp ứng cho các bạn từ các công việc nhẹ nhất như lướt Facebook, xem YouTube đến các tác vụ nặng đòi hỏi sức mạnh từ CPU, GPU như edit video, render đến trải nghiệm các tựa game AAA nặng nhất. Apple GPT. Theo Mark Gurman tại Bloomberg, Apple đang âm thầm làm việc trên các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể cạnh tranh với OpenAI và các công ty khác. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa tìm ra chiến lược rõ ràng để phát hành công nghệ này đến với người tiêu dùng. Với nền tảng được biết đến là Ajax, Apple cũng đã tạo ra một dịch vụ chatbot mà một số kỹ sư gọi là Apple GPT. Hy vọng rằng Apple sẽ tận dụng socket và khung app Intel để Siri thực sự làm việc không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin. Và đó là tất cả thông tin chúng mình đem lại cho các bạn tuần này. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn một chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Các bạn nào còn thắc mắc, hãy để lại comment bên dưới. Chúng mình sẽ trả lời các bạn ở số tiếp theo. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.